Hôm nay Quang sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi nữa trong nhà của Quang. Đối với Quang đó là món đồ chơi, còn đối với mấy bạn đó là cái công tắc. Nó chỉ là một cái công tắc thôi, nhưng mà đối với Quang là một cái đồ công nghệ dã man lắm. Đây, cái công tắc nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên tường của Quang. Nó là màu đen và nó có cái viền vàng nhìn sang chảnh lắm. Và mặt kính hoàn toàn đen thì nó là cảm ứng. Nếu mà các bạn nhìn kỹ thì đen là nó sáng thì là nó có cái vòng tròn màu cam. Còn mà tắt nó đi thì nó sẽ có một cái vòng tròn màu xanh. Thì nhìn ở trong tối á, nhìn rất là đã và hấp dẫn. Mà Quang có thói quen mở công tắc này gọi lắm. Quang dùng ngón tay Quang quẹt một cái vòng tròn là tất cả nó sáng lên hết. Quang tắt đây một cái, qua đây Quang chỉ cho một cái nữa. Cái công tắc này Quang cũng xài lâu rồi á. Quang mua là xài được 2 tháng rồi. Nhưng mà giờ mới làm một cái video để review cho mấy bạn xem về cái món đồ chơi của mình. Cái này nói đúng ra là giống như là khoe đó. Nhà tôi có cái công tắc này dám mang hơn nhà người ta. Nhưng mà thật sự là đã mơ về cái điều này rất là lâu. Tại vì nói tới nhà thông minh là những cái người yêu công nghệ hoặc là những người trẻ, thậm chí người già cũng ta cũng thích nữa. Thì đây nha, đây có 4 cái công tắc tượng trưng cho 4 cái đèn. Ở đây có 2 công tắc tượng trưng cho 2 cái đèn. Thí dụ mà các bạn thích 4 cái đèn hoặc 2 cái đèn thì mình đổi cái này được. Và cái này là cái mặt vuông thì mình cũng rất là dễ để làm. Giống như là thậm chí bây giờ mấy bạn đang có cái ổ công tắc điện ở nhà rồi mà mặt vuông, bứng nó ra, lấy cái này tự gắn vô xong xài, quá đơn giản. Ở đây cũng có một cái ở đây đặc biệt có một cái là Quang để 2 cái nó so sánh vô nè. Một cái là không có viền vàng, một cái có viền vàng. Nếu mà thích đơn giản á thì cái màu đen này là cũng đủ rất là nam tính và nó hiện đại cái nhà rồi. Còn có cái viền vàng này thì cho nó tăng thêm cái độ sang chảnh nữa thôi. Bên trong phòng ngủ Quang cũng có mấy cái vô đây. Bên này có một cái công tắc nữa, tức là một cái bấm tròn, ví dụ cho là máy lạnh, máy nước nóng hoặc là một cái đèn gì đó mình cũng bấm được. Và để ý nha, nghe có cái tiếng hay lắm nè, nó giống như cái tiếng điện thoại mà mấy bạn mở lên đó. Rồi trong đây, ở đây Quang cũng có một cái bộ màu đen ở chỗ này. Xong Quang set up một cái cho những cái người mà lười giống như Quang ở á. Thí dụ mà mình lười, thí dụ mình ngủ xong mình lười tắt đèn, mình thò tay vô thì ở ngoài đây cũng có thêm một cái bộ công tắc. Mà đặc biệt rằng á, những cái công tắc như thế này nó sẽ được liên kết với những công tắc xung quanh nhà mình. Thí dụ mình có thể tự động quy định cái đèn này sẽ mở đèn ngoài kia hoặc đèn này sẽ mở đèn chỗ khác. Thì nó tiện lắm, chứ không phải là mình phải đấu dây điện vô đây để quy định là cái công tắc này chỉ mở được một cái đèn đó thôi, không phải. Mà mình cứ lắp ở đây, kết nối dây điện đầy đủ. Nhưng mình có thể giao cho nó, trong cái từ người ta gọi là bắt tay á. Tức là cái công tắc này có thể bắt tay với một cái công tắc khác để điều khiển một cái đèn khác. Nên nó cũng cực kỳ tiện. Ví dụ bằng ngủ ở đây, lấy ngón tay bằng ghẻ, bạc bạc, thế là cả đám nó tắt hết. Hoặc là ở đây mình ghẻ, đó, cực kỳ tiện lợi. Một cái nữa hấp dẫn mà Quang có thể cho mấy bạn xem. Thí dụ mà tay mình ướt thì chuyện gì xảy ra nha. Lấy miếng nước. Xong, tay đang ướt nha. Okay. Giờ chạm thử coi nó như sao nha. Đó, vẫn được như thường. Rồi, còn một cái điểm mà thích thú nhất nữa mà những cái công tắc này có, đó là công tắc đều có wifi. Tức có nghĩa là mỗi cái công tắc, mỗi cái nút bấm đều có thể kết nối với lại điện thoại di động của bạn hoặc là bất kỳ thiết bị iPad hay là một cái máy tính bảng nào đó đều điều khiển được nhà của bạn. Đây là cái phần mà Quang thích thú nhất. Rồi, ok. Password. Nhớ nhà password của Quang là tất cả các số 0. Ok, bây giờ Quang sẽ vô một phòng khách. Phòng khách thì Quang đang có những cái đèn này đang mở. Ví dụ mà mình muốn tắt cùng một lúc, búp, tất cả đều tắt hết. Và bây giờ nếu mà muốn mở lên hết, chỉ cần nhấn một nút on, tất cả đều sáng lên. Ta-da. Và thêm một cái nói nhanh nữa là công tắc không chỉ đơn thuần người ta suy nghĩ rằng chỉ gắn lên trên tường, mà nó còn có thể gắn lên trên cả bàn làm việc của mình để tạo ra một cái giống như là một cái cách trang trí làm cho bàn làm việc của mình nó hiện đại và nó ngầu hơn. Đây, bàn làm việc Quang có thêm 2 ổ công tắc cảm ứng. Mình có thể chạm tay mình tắt những cái đèn trong phòng thu của mình và mở nó lên.
một cách rất là đơn giản. Nhưng khi mà khách khứa của mình vô, mình thấy trời ơi sao ngầu quá vậy, nó cảm ứng này kia kia nọ đã lắm. Và Quang nói lại cái này, tại vì khi mà kết nối vô wifi của mình, kết nối vô điện thoại của mình, thì có nghĩa là bạn khi mà bạn trước khi bạn về nhà, bạn có thể mở những cái thiết bị điện lên trước để phục vụ cho mình. Chẳng hạn giống như là gì, máy lạnh, chẳng hạn giống như là gì, máy nước nóng, thì mình có đều có thể làm cho cái nhà mình nó mát lên trước, máy nước nóng hoạt động sẵn lên trước, tất cả cực kỳ đã với thiết bị điện tử này. Thì cái mà Quang sẵn đây chia sẻ luôn, cái mà Quang đang xài đó là của Lumi. Lumi là một hãng đồ về nhà thông minh của Việt Nam. Hãng này là giả mang lắm. Và đồ Việt Nam thì nó có hai cái, người ta nghĩ tới đồ Việt Nam là đồ điện tử thì chắc là nó không có hay, nhưng mà thật ra là Quang đã xài 2 tháng rồi Quang mới làm cái này, thì Quang cảm thấy cực kỳ hài lòng với cái sản phẩm Lumi này. Và cái nữa là nếu mà nhà thông minh mà mấy bạn cần phải mua đồ của Việt Nam thì có nhân viên á, người ta tới rồi người ta set up xong rồi người ta hướng dẫn cách mình dùng và người ta bảo trì, nếu mà có bất kỳ cái gì mà không hiểu về đồ thông minh thì mình lại hỏi họ thì nó tiện hơn. Thôi, đó là những cái gì mà Quang khoe ngày hôm nay về nhà của Quang với từ khóa là We House. Và hy vọng là các bạn sẽ sớm có món đồ chơi này cực kỳ dễ lắp đặt nha. Và đừng quên thương hiệu đó là Lumi, một trong những thương hiệu mà Quang ưa thích để lắp đặt cho nhà của Quang. Bye bye! Yeah.